chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Góc Bếp Thông Minh. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện. Tuần mới lại đến và chúng em lại đi ngao du rất nhiều nơi để có thể mang đến cho các vị khách mời những món ăn đặc biệt, đặc sắc, hấp dẫn, thơm ngon từ chương trình Góc Bếp Thông Minh. Nhưng mà các khách mời muốn thưởng thức những món ăn này bắt buộc phải trả lời những câu hỏi hóc búa hoặc là phải vượt qua những thử thách mà Sam và Jun bày ra. Bởi vì slogan của chương trình của chúng ta là muốn ăn phải bằng quà thử thách. Nhưng mà các khách mời ơi, hãy yên tâm nha, đừng quá lo lắng, bởi vì băng qua thử thách của chương trình Góc Bếp Thông Minh cũng không quá khó khăn đâu. Chính xác. Không biết khách mời của mình hôm nay là ai nhỉ? Ngày hôm nay sẽ là một tập rất đặc biệt nha anh. Bởi vì tất cả các vị khách mời ngày hôm nay sẽ là gọi là anh chị em. Anh chị em không phải anh chị trong nhà. Anh chị em trong một bộ phim truyền hình mà đang được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Phim gì ta? Bộ phim này em cũng được đóng phần 1 anh. Mờ phần 2 sao không mời em nữa. Mờ phần 2 sao không mời em nữa. Để suy nghĩ coi phim gì của Thắm Về Làng. Ủa, anh ơi, lộn rồi. Một bộ phim sitcom. Gia đình. Gia đình là số 1. Cũng là bộ phim gia đình là số 1. Nhưng mà không phải là những phần đầu, mà đây là đã là phần 3 rồi. Thôi, bây giờ mình đã làm sao? Gọi họ lên đi. Và vị khách mời đầu tiên là một người anh rất là vui tính. Đó chính là anh diễn viên Hứa Minh Đa. Chào, chào chú mình. Chào anh. Phải nói là lâu rồi không chào. Chưa, chưa anh ơi. Bây giờ không có đồ ăn, chưa có đồ ăn. Không có dễ chứ vậy. Anh nôn quá vậy anh. Bộ sáng giờ mình chưa ăn gì hả anh? Tại vì nghe chương trình là chương trình Góc Bếp Thông Minh là mình. Anh là thông minh sẵn rồi, bây giờ đợi ăn thôi. Em hy vọng có nước chấm rồi nè, ăn thôi. Anh ơi, anh ơi, anh nước mắm rồi, chưa có gì để ăn chung hết. Bây giờ mình kiếm chỗ mình ngồi trước đi anh ha. Rồi rồi, ngồi ngồi. Góc mặt bên nào anh đẹp hay anh Đạt? Hay là anh muốn ngồi đây với anh Đạt đẹp điều với anh là vậy đó. Ok, mời anh ngồi. Và tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của một cô gái, một cô ca sĩ, một cô diễn viên mà gọi là có thân hình bốc lửa. Vừa ca sĩ mà vừa diễn viên luôn, dạ. Mà vừa bốc lửa nữa. Bốc lửa lắm anh. Ai vậy ta? Đó chính là Phương Trinh Choli. Wow. Phun lửa nào. Anh ơi anh. Phun lửa. Quá trời lửa luôn. Đi đốt thanh long của em hả? Quá, trời đẹp quá. Anh thấy chưa, em giới thiệu đâu có sai đâu. Tuyệt vời. Bóp lửa chỉ có những cô gái tự tin với vóc dáng của mình mới có thể dán mặc những cái bộ đồ mà khoe cái vòng eo con kiến như thế này thôi. Dạ. Ủa, em bữa nay em thử mặc coi sao. Em không dám anh ơi. Sao vậy? Kiểu là khúc giữa em nó cũng phì nhiêu dữ lắm. Thế là từ ngày tham gia chương trình Góc Bếp Thông Minh em ăn nhiều quá đúng không? Ăn nhiều quá. Đầu tiên cho phép Trinh xin chào quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ chương trình Góc Bếp Thông Minh. Dạ em chào anh Đạt, lâu lắm rồi mới gặp nhau. Chào Jun, chào Sam. Đây em mời chị. Bây giờ sẽ là một bạn nam diễn viên rất là đẹp trai. Ai vậy anh? Em nghe đẹp trai là em quen. Quen đó hả? Trai Việt Nam nha, mà gương mặt Hàn Quốc nha. Ủa gì kỳ vậy? Sao trai Việt Nam mà gương mặt Hàn Quốc? Đó chính là bạn diễn viên Quốc Anh. Hello. Ủa cái gì? Chào chị Sam. Xin chào Quốc Anh. Chào chị Sam. Ôm nhau một cái nào. Ủa dạ hả? Thân thiết quá vậy? Ủa thì lúc nào cũng vậy, anh thấy trai đẹp là ôm à. Em có ôm không? Dạ không, em không muốn. Em có ôm không? Muốn ôm thì ôm thôi, bình thường không. Ôm nha. Ôm vậy. Ôm em qua mồm thật. Trời ơi. Khổ thôi. Giữ nhau mà thôi. Rồi. Ê, không anh Jun, em nói thiệt nha, bình thường là anh ở đây là cũng sáng dữ lắm. Mà anh nhìn đi Quốc Anh ra, cao hơn anh một cái đầu anh Jun. Mà gọi là anh tắt điện luôn. Em rồi em về đúng rồi anh. Không anh đừng thế nữa. Càng hạ thấp anh xuống. Anh ơi, bây giờ em muốn ngồi đâu? Trời ơi, trong phim khổ chủ là đây nè. Cặp này là tới với nhau nè. Cặp này là tới với nhau á. Mái bà của chị. Em là Châu, đây là Hoa. Vỡ tan với rồi. Trong phim. Sao số chị Mai quá vậy chị Trinh? Ok, và bây giờ là một bạn nữ rất là dễ thương. Xin chào Nhất Hạ. Hi, hello Nhất Hạ.
chào chị, xin chào anh. Annyeonghaseyo, Kabunika. Annyeong, hello. Sawadee ka. Ủa, bé mình đến từ nước nào vậy? Để chị biết chị trao đổi. Em mới đi du học về. Mình du học ở nước nào vậy em? Dạ em du học ở Mỹ Tho. Dạ em du học ở Mỹ Tho. Mỹ Tho. Mỹ Tho. Hôm nay em nghe nói lên đây chỉ có ăn thôi, không cần nói. Tại vì em muốn ăn thì phải nói. Tại vì chương trình này phải trả lời những câu hỏi nha em. Thôi, xin mời Nhân Hạ. Qua đây ạ. Dạ. Em ngồi đâu? Đây. Và tiếp theo cũng là một cô gái rất xinh đẹp, nhỏ nhắn, dễ thương, đáng yêu. Đó chính là diễn viên Kiều Trinh. Ta-da. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ, dễ thương chưa? Mặt cái đầm rất là dễ thương. Quá xinh xắn luôn. Chào chị Sam, chào anh Dương. Ôi sao em rụt rè quá vậy chị, anh chị đâu có làm đâu, quan thịt em đâu. Phim trường mình hơi bị lạnh luôn á chị. Không, em yên tâm đi, một lát nữa đồ ăn lên một cái là nó mang đến sự ấm áp cho em liền. Rồi bây giờ em thích ngồi bên nào nè? Bên bạn của em hay là bên bạn trai đẹp Quốc Anh? Rồi bye bye bạn mình. Mọi người mọi người có để ý cái gì không? Cái tông màu đổi em. Cái tông màu đội em nó Hàn Quốc. Ờ, rất là bánh bắt hẹn. Tụi mình hợp màu nè. Đứng lên cho mọi người xem mình hợp màu. Đây nè, tôi mặc là trang phục trắng đen nè. Giống như đi ăn tiệc vậy. Thôi vậy mình mời người thứ 6 ra coi là theo tông nào nha. Xin mời bạn Phạm Hoàng Nguyên. Rồi, Lên đây rồi. Xin chào khán giả của chương trình Góc Bếp Thông Minh. Chào Chun. Chào. Rồi, Nguyên về vị trí luôn. Không, vẫn hợp nha. Cái cây cài ở trên đầu của bé. Quá hợp luôn. Này Trinh có khiếu quan sát. Thấy ghê lắm. Chị cũng có sự liên quan với nhau. Em thắc mắc là ở nhà thì anh Đạt hay là sẽ Dạ sẽ là người nấu ăn nhỉ? Sao hỏi mấy câu cứng họng hoài vậy? Ủa, vì sao vậy? Hai vợ chồng không nhậu nấu ăn hả anh? Khi nào mà dịp cuối tuần hay gì, còn thường bữa là bà Chính. Em biết bà Chính không? Bà Chính. Bà Chính là cái cô giúp việc ở nhà. Bà Chính sẽ gọi điện thoại và đặt đồ ăn đem tới nhà cho hai vợ chồng mình ăn. Bà Chính cũng không nấu. Bà Chính cũng không nấu. Rốt cuộc bây giờ đang đợi con là bà Chính có nấu không? Không nấu luôn, gọi điện thoại luôn. Đặt rồi. Bởi vậy mới tới đây để mà ăn cái góc bếp này chứ. Ăn cả gia đình của anh yêu bếp cũng vậy. Không ai nấu ăn cả vậy ta. Thôi bây giờ mình hỏi tới chị Trinh đi. Đây là chị nè, chị đang nôn nói. Nôn nói quá. Dạ, dạo này chị Trinh có dự án nhạc hay là phim gì mới không? Ít đi quay lắm. Đó, xong cái phim Gia Đình Là Số 1, phần 3 cái là ở nhà lại kiếm bán hàng, em lo gia đình, lấy nước mắm của Colamen về nấu ăn kho cá, nấu canh chua, trời ơi, nó ngon xỉu lên. Rồi cái này chắc công ty Điền Quân vui lắm rồi. Không, chương trình mình là cũng xài nước mắm rồi đó, ngon lắm. Ơi. Con Quốc Anh nè. Dạ. Con Quốc Anh nè, dạo này có bạn gái chưa? Em chưa bao giờ có bạn gái cả. Ủa, biết sao hôm nay có bạn trai em, trong phim là có tôi nha. À, trong phim là có chị Trinh nha. Biết rồi, mà ở ngoài đời kìa, cái chuyện mà người ta quan tâm là ngoài đời kìa. Thấy Sam chưa? Tại sao chị quan tâm chuyện đó? Chị, cái câu hỏi của chương trình thôi. Cái câu hỏi của chương trình. Thì em thì hiện tại thì em chưa có. Thiệt không? Chưa có. Thiệt luôn. Thiệt không? Thiệt. Thiệt nha. Thiệt. Em nên yêu đi. Mình nên yêu. Yêu chị được không? Được. Mình phải có những cái trải nghiệm thực sự để mình mới hiểu được. Gài liền. Tôi nói MC của chương trình của Thông Minh quá thông minh mọi người ơi. Một cú gài. Một cú gài. Thật sự là mình quan tâm cho đứa em của mình thôi. Anh Đạt hiểu không? Nè em uống ly nước đi. Bước qua sát chị em nha. Cẩn thận với vậy. Kiều Trinh thì sao nè? Dạ em phải làm việc công việc riêng ngoài việc đi quay này business. Nọ. Em kinh doanh luôn. Thế thì hóa ra ở đây Sam kinh doanh nè, Trinh kinh doanh nè, rồi tới em cũng kinh doanh nữa. Thưa quý vị, điều này chứng minh được một điều là nghệ sĩ của chúng tôi cũng khó khăn lắm mà, cho nên là phải có những cái công việc riêng để kiếm thêm. Đó. Rồi hy vọng là dự án kinh doanh của em sẽ thành công nha. Dạ. Nhật Hạ. Dạ, em vẫn ế xô như thường ạ. Ôi, sao chương trình lại kể khổ hay gì ta? Thiệt á, em thấy vậy á anh Đạt. Chàng trai giản dị Hoàng Nguyên của nè.
Thật ra là tôi nhìn Nguyên không biết là Nguyên bao lâu là chưa chơi game show đúng không? À, từ trước tới giờ đây là lần thứ 3 Nguyên chơi game show. Dạ, chắc vậy quá hả? Mình sao nhận Nguyên? Mình sao nhận Nguyên? Mình không có thích tham gia game show hay là sao vậy? Không phải, chắc là không hoạt ngôn rồi dở quá, không ai cho cơ hội tham gia. Trời ơi, ơi. Đấy đó. Nói chuyện cũng rất là đành đọt mà. Nhân cơ hội ở đây là tất cả quý vị khán giả và gọi là mấy anh chị bầu show rồi đã nghe được câu chuyện của em rồi, yên tâm đi, sắp tới nhiều show lắm. Và ngày hôm nay thì đã có 6 vị khách mời rất là đáng yêu ha đến với chương trình Gốc Đất Thông Minh. Bình thường là mọi người biết không, mỗi một tập là Sam với Jun đưa tất cả các vị khách mời đi đến một vùng, một nơi xa xôi trên thế giới. Chúng ta đã từng đi qua Italia, Australia, America, Korea, Japan, Thanh Đa. Nhưng mà hôm nay là một cái tập đặc biệt nha. Mình gọi là mình đi một cái nơi đặc biệt, mình không có đi đâu hết trơn, mình ở tại Việt Nam mình luôn. Rồi. Thấy nước mắm là biết rồi. Thấy nước mắm là biết rồi. Mắm là mặn mặn rồi đó. Thôi bây giờ mình đến với món ăn đầu tiên ngày hôm nay nha. Xin mời. Xin mời. Đi vòng quanh ẩm thực các nước rồi cuối cùng cũng trở về với căn bếp Việt quen thuộc, toàn là những món ngon đặc sắc luôn. Nhưng mà không phải là những món ngon đơn thuần đâu nha, mà là những món Việt Nam được nâng tầm. Tức là cũng những món ăn đó, cũng là những hương vị đó, nhưng mà hãy đổi gió với một phong vị mới lạ hoàn toàn khác biệt nha. Chà, mới nghe thôi mà đã nôn nao lắm rồi đây nè. Bạn đã từng ăn rất nhiều loại gỏi rồi, thế đã bao giờ thử qua món gỏi từ cơm dừa chưa? Trời ơi, sao lạ vậy? Lần đầu tiên mới nghe luôn đó. Vậy thì cùng bắt đầu thôi. Cà rốt, dưa leo, tất nhiên là không thể thiếu cơm dừa rồi. Wow, anh đầu bếp lợi hại ghê, mọi thứ đều tăm tắp luôn kìa. Mực và tôm thì luộc cho chín, rồi vớt ra cho ngay vào nước đá luôn nha. Làm như thế thì tôm và mực sẽ giòn lắm đây. Đúng rồi, và khéo léo cắt thành những miếng vừa ăn thôi. Giờ thì cho tất cả vào tô và trộn gỏi thôi đúng không nào? Chính xác, đừng quên thêm rau răm để món gỏi đạt chuẩn vị nữa nha. Một chút đậu phộng béo bùi cũng không thể thiếu được đâu. Còn nói gì nữa, rưới nước sốt đậm đà lên trên. Và tiếp theo là... Là trộn tất cả lên đúng chứ? Trộn cho các nguyên liệu thấm thật đều và bật lên hương vị là chuẩn rồi đó. Xong rồi. Ý, chưa đâu, bỏ quên mấy chú tôm tươi rồi kia. Rồi rồi, có ngay đây. Gỏi hải sản thì phải ăn kèm với bánh phồng tôm nữa mới đúng bài nha. Xèo, xèo. Bánh phồng bung lên nhìn thích mắt ghê ha. Ta-da, món gỏi trái dừa đặc sắc đến rồi đây. Trời ơi, màu sắc bắt mắt, nhìn là muốn thưởng thức liền ngay và luôn. Gỏi trộn chuẩn vị, hải sản thì tươi ngọt, rau củ thì tươi mát, hòa quyện cùng với cơm dừa lạ miệng, làm bùng lên một hương vị rất rất là đặc biệt. Đúng kiểu vừa quen thuộc vừa mới lạ. Ôi, đầy kích thích vị giác. Thiệt tình là cứ muốn gấp hỏi không thể nào ngưng đũa được luôn. Món ăn mở màn đúng là quá sức tuyệt vời. Quá. Ai muốn ăn cái tay. Dơ quá trời luôn. Đúng rồi, mời tất cả dơ mỏi tay. Nhưng mà đâu phải là muốn ăn vô tay là được cho ăn mọi người ơi. Đến với Gốc Bếp Thông Minh có chữ thông minh mọi người thấy không? Chúng ta phải trả lời những câu hỏi. Bây giờ chúng ta còn chần chừ gì nữa, đến ngay câu hỏi số 1. Yeah. Vào một đêm trời mưa, hai vợ chồng chú Giang thức dậy và đến phòng ba người con của họ để kiểm tra. Cả ba đều ở trong phòng. Thế nhưng họ vẫn chắc chắn rằng có một người con đã lén đi chơi bên ngoài mới về. Hãy nhìn ba căn phòng của ba người con dưới đây và đoán xem ai đã trốn đi chơi. Quá đơn giản luôn, nhìn kỹ mọi người ơi, nhìn kỹ. Có thể nhìn lên trên cái tivi đằng sau này nha. Xin mời chị Phương Trinh. À, cái em mà đang nằm số 1, số 2. Rồi, tại sao? Tại vì á, thứ nhất là ở dưới á, có cái dấu chân kìa. Ở ngoài thì trời đang mưa. À, đó. Wow. Cũng có lý ha. Vậy nhưng mà nhiều ai? Khi đó là hoa văn của cái thảm thì sao? Không có phải. Ai có đáp án khác không? Vậy chắc sai rồi quá. Đúng rồi. Quá. Em nghĩ á, thứ nhất đây là ba người con. Hai người con kia em chắc chắn là lớn hơn cái người em mà đang thức.
Và không thể nào một đứa bé mà bé hơn mà tận 3 giờ mới chưa ngủ và đang đọc sách, thì chứng tỏ là đằng sau cái quyển sách đấy là một cái điện thoại và đang nhắn tin là mày đang ở đâu, tao đã chạy qua này. Đó. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình là gì nhé, xin mời. Nhìn vào căn phòng thứ hai mà xem, bên dưới sàn nhà còn động lại dấu chân. Vì lúc này bên ngoài trời đang mưa, nên đó cũng là điều dễ hiểu phải không nào? Hay quá, chính hay nha. Đúng là có ánh mắt tin tưởng từ đầu chương trình tới bây giờ. Thôi, bây giờ tôi sẽ đem bữa ăn lên nha. Xin mời món ăn ạ. Kì, chỗ đẹp quá. Hôm nay mình không được ăn ngon mà còn được ăn đẹp nữa nha. Wow. Rồi mời. Trời ơi, một cái cận thật đẹp cho chị Phương Trinh nào. Một cái cận thật đẹp giùm em sẽ tận hưởng món ăn này. Dạ vâng, đây là một miếng dừa em ăn, nó kết hợp với một miếng củ cải. Hương vị nêm nếm rất vừa ăn. Cải đó là mực như mọi người. À vậy hả? Con mực tươi. À. Ủa, cái này có ăn rồi đó nha. Mình ăn đi anh ơi, mình ăn đi. Nó không có dai nha mọi người. Nó hai rất là mềm mại. Đúng rồi. Nó giòn giòn. Và đặc biệt cảm ơn người đầu bếp này. Trộn một cái món gỏi nữa, nó vừa vị ngọt, vị chua và cái vị thơm của nó, vị chanh, vị giấm trong đây. Đây, đó. Em ơi, cái này là góc bếp thông minh, mình phải làm đúng cái quy luật là thông minh mới được ăn, còn không thông minh là không được ăn. Em về ngồi đi nha. Ê, cả nhà mọi người ăn hết. Ấy cái gì vậy? Là góc bếp thông minh, không phải là góc bếp thèm ăn mình nha. Hồi nãy em nói rồi, em không thông minh nên là em sẽ dùng mọi chiêu trò để được ăn chị Trinh. Chị ác lắm. Chị sẽ thử một miếng dừa cho mọi người xem thử nha. Chấm một miếng nước mắm cực ngon nào. Vừa quá à, vừa ăn quá. Vị dừa nó không quá già, nó rất là vừa ăn, nó tan trong miệng của mình, nó không bị sơ. Tại dừa nếu như mà già mà ăn thôi thôi, chứ không cần phải giải thích, chị ăn nhanh hết chỗ mình. Tôi nhanh cơm này được không? Một miếng cơm, đây một miếng cơm mọi người nha, một miếng cơm rất là tươi, rất là giòn, mình cắn vào miệng của mình nó sẽ như thế nào đây. Trời ơi, đẹp lắm chị ăn đẹp lắm chị. Nó tan chảy trong miệng của mình. Đúng là món ăn Việt Nam của tôi là tốt một nha cả nhà. Hay quá à. Em phải ăn mới được, em phải ăn, em cũng thưởng thức mới được. Chú anh nghĩ cái quan trọng nhất là cái nước mắm mà người ta trộn cho mày nè. Cái giặc ơi, quá là tuyệt vời. Chưa có câu hỏi mới. Từ từ bỏ chú giặc. Câu hỏi mới đi theo chứ. Rồi thỉnh cầu của anh Hứa Minh Đạt, xin mời câu hỏi số 2, mọi người tập trung nha. Một người đàn ông lái xe hơi đến một biệt thự để nghỉ dưỡng. Biệt thự có đến tận 3 cánh cửa, lần lượt bằng vàng, bạc và đồng. Nhưng chỉ có một cánh cửa dẫn vào bên trong, hai cánh cửa còn lại chỉ để trang trí. Hỏi người đàn ông sẽ mở cánh cửa nào trước tiên để đi. Xin mời Nhật Hà. Cái cửa xe hơi. Đúng rồi, hay hả? Ủa, thằng bé hay lắm. Cái này gì là mời em luôn, anh nghĩ cái này quá đơn giản luôn à. Xin mời đáp án chương trình à. Chính xác rồi. Cánh cửa trước tiên mà ông ấy sẽ mở chắc chắn là cửa xe hơi rồi. Khi ông ấy đang ngồi trên xe hơi cơ mà. Mẫu dạ, người em đây ạ. Mời em lên luôn. Trời ơi, ăn mà cái tiếng giòn giòn mà rộp rộp trong miệng kỳ quá. Trời ơi, hay quá. Rồi, đây em múc chè. Dạ, em cảm ơn anh. Em ngửi sang uống nước. Trời ơi, con tôm nó bự lắm mọi người ơi. Ở dưới nó có mực nè. Đó. Em cảm ơn anh Jun. Dưa leo nữa ha. Dạ. Một miếng. Ngon gì đâu ta nói nha. Ngon quá chị ha. Nước mắm ngon lắm em ơi. Nước mắm giấm được ngon lắm. Nước mắm nha mọi người ơi. Trời ơi con tôm nó to chị. Anh Đạt đừng chặn mồ hôi anh Đạt. Cứ bình tĩnh để con thứ ba trả lời được liền luôn. Thấy thương anh Đạt quá. Jun tặng anh Đạt con cò. Tôm nó giòn giòn, nó sực sực nha. Mình ăn sâu vô một tí thì nó có một cái vị ngọt hậu nha. Như giờ mình phải chấm với nước mắm nữa nha. Hay quá. Bé này cũng là review đất đó. Khi mình cắn cho cái bánh phồng tôm á mọi người, nó giòn, nó hòa quyện với lại cái vị ngọt của con tôm cùng với cái nước mắm mặn mặn, nó tạo nên một cái hương vị. Một cái hương vị rất là hương vị luôn. Một cái hương vị rất là hương vị luôn. Hết hay rồi, hết hay rồi. Trời ơi, cái mực nó giòn nha, nó ngọt nha. Cái gì vậy? Là vào câu hỏi tiếp theo. Xin mời,
Câu hỏi số 3. Hai bé trai được sinh ra trong cùng một giờ, trong cùng một ngày, của cùng một tháng. Chúng có cùng cha mẹ nhưng không phải là anh em sinh đôi. Tại sao lại như thế được? Tại sao vậy ta? Cùng một ngày, giờ, cùng tháng, cùng ngày, cùng tháng. Dạ không, không có cùng năm. Ồ, à, đúng rồi, không cùng năm. Nhanh quá. Đúng rồi. Và có câu trả lời khác không ạ? Phải em ơi, nhiều khi là con cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. Không phải là cùng cha khác mẹ, ba mẹ. Anh biết người ta ghi là cùng cha cùng mẹ. Cùng ba mẹ. Anh đàn ơi, anh biết là anh đói dữ lắm. Thôi nói gì nữa, quá là hay mà thông minh. Nhanh cho quá bé à. Ơi, hay quá. Câu hỏi này nói chúng sinh ra cùng giờ, cùng ngày và cùng tháng, chứ có phải là cùng một năm đâu nhỉ? Vậy tất nhiên chúng không phải là anh em sinh đôi rồi. Hà ơi, Hà ơi, mình lên đây. Em lấy dĩa mới đi, đưa cái dĩa này cho anh. Dạ không, cái dĩa này cũng ăn được, anh nó có cái hương vị của em rồi. Cái cơm dừa này rất là ngon, em chưa bao giờ ăn cái cơm dừa mà trộn vô gỏi như vậy luôn á. Chị cũng vậy nè. Mình mời câu hỏi tiếp theo ạ. Bạn đang tham gia một chương trình truyền hình với số tiền thưởng lớn. Nhiệm vụ cuối cùng của bạn là chọn được một trong ba chiếc hũ để lấy vàng phía bên trong. Hũ 1, nước sôi 100 độ C. Hũ 2, axit. Hũ 3 là cá piranha, cá săn đao. Bạn sẽ lấy vàng trong hũ nào để được an toàn đây? Xin mời, Kiều Trinh. Đổ ra rồi lấy thôi ạ. Không được, mình phải thọt tay vô. Phải thọt tay vô lấy thì mình sẽ chọn hũ nào? Rồi, lại là... Dạ, em chọn cái nước sôi ạ. Tại sao? Tại vì nếu mà nước sôi thì mình đợi nó nguội, mình thọt tay vô mình lấy vẫn được. Còn cái axit đó thì nó sẽ không mời tay mày. Còn cá đó thì mình không thể đợi được. Tại vì đúng mình thọt cái tay vô là nó sẽ rồi, cắn hay mình. Hay quá Hà ơi. Em chẳng có đâu mọi người rồi. Mình sẽ cùng đến với đáp án nè. Hãy chọn hũ số 1, chỉ cần cho nước nguội và lấy thôi. Có ai bảo là lấy lúc nước đang sôi đâu nào. Yeah. Bé nó chưa ăn được cái phần câu hỏi bé không số 2. Ăn kịp luôn á, bé không ăn kịp luôn á mọi người. Chị ăn giọng luôn đi. Thôi dạ này, còn cái phần này nè, nghĩ là mình bưng cho bé luôn cho rồi anh ơi. Đây nè, em này không ngại lắm. Em xin lỗi hả? Mời em nha. Dạ em cảm ơn hả? Lại rồi. Cơm Việt nha mọi người. Có chữ. Em ngại lắm á, em xin lỗi mọi người nha. Thôi tôi cũng ăn vậy. Nào các bà hơn mình cái cánh con cò. Anh Đạt, em nói thiệt á, em nghĩ là anh nên nhớ hả? Vuốt. Trời ơi, ăn thiệt hả? Rất là ngon các bạn. Cái mùi vị cái cánh con cò làm từ dưa leo tươi. Ngon nhiều ăn. Trái dưa leo hả anh? Em cũng thích cải trắng à. Ôi. Mình vừa ăn mình phải đắp mũi nè các bạn ơi. Em thấy cái này là bông cải trắng anh Đạt. Thật ra gỏi ở đâu thì cũng như nhau thôi. Cũng sẽ gồm dưa leo nè, cà rốt nè, mực nè, tôm, đúng không mọi người? Đúng. Nhưng mà cái này đặc biệt là mực tươi, tôm tươi và đặc biệt là nước mắm rất ngon. Nói chứ mình đến câu hỏi tiếp theo. Trong 3 căn phòng dưới đây, đâu là căn phòng của người thuận tay trái? À, em, cái này em rành nè. Xin mời, ê mọi người, khoan, trời, mọi người còn lại có ai thi không ạ? Xin mời, Phương Trinh, đây, Phương Trinh. Em rành nè, Trinh. Cái này em rành nè. Ở đây nè, chị ăn rồi. Phương Trinh, xin mời Phương Trinh. Chị ăn rồi. Trả lời nhanh nè. Người tay trái á, là mình sẽ cầm ly á, là mình cầm ly bên tay phải nha mọi người. Thì là căn phòng số mấy hả chị? Đó, là ba, mình chọn không? Căn phòng mà có cái ly bên số phải đó mọi người. Cái ly bên phải đó mọi người. Là 3 là 1. Sai, rồi mời anh Đạt, số 2 nè. Tại sao? Tại sao hả anh ạ? Tại vì cái người mà thuận tay trái á, là thường thường người ta sẽ ít sử dụng tay phải. Đúng không? Đúng. Là mình phải biết phải trái đâu. Cái phòng số 2 là tất cái con chuột. Anh nói cái sai. Cái con chuột đó, nó nằm ở ngay cái đó đó. Đúng là rồi. Người ta sử dụng cái tay trái, người ta bấm bấm con chuột. Hay ra. Hay sao? Anh sao đúng rồi mọi người ơi. Đáp án đi. Đúng rồi. Xin mời đáp án ạ. Căn phòng thứ 2 chính là căn phòng của người thuận tay trái. Bạn hãy để ý con chuột máy tính mà xem, nó đang được đặt bên trái của bàn phím. Mừng quá. Anh ơi, dường như là cái con cò đó nó làm cho mình sáng dạ ra hay sao á. Phải ăn cho đúng kiểu. Bỏ vào đây. Ừ hay ha. Đúng không? Bỏ vào đây. Bỏ vào đây. Đang cận luôn á. Mắm vào. Đó, bắt đầu từ từ. Bự quá. Bự quá. Quá quá hàng anh ơi. Coi chừng mắt xương cái đuôi. Ngon luôn. Ngon luôn. Trời ngon quá Nguyên ơi. Dính miệng.
mùi vị rất giỏi nha. Mùi vị rất giỏi. Nó hòa quyện vô. Có mùi tôm mà. Có mùi mực. Đúng rồi anh. Mùi dưa leo. Mùi cơm. Mùi cà rốt. Cơm gì? Cơm gì đó. Ngon quá. Nhưng mà ham ăn quá. Các bạn rút kinh nghiệm. Nhưng mà công nhận là tôm này á, mọi người ăn mọi người cũng cảm nhận được á là tôm á với mực á rất là tươi. Dạ đúng. Nên mình ăn á hải sản cái điều này nó quan trọng lắm nha. Nó tươi thì cái thớ thịt của mình ăn á nó rất là gọi là dai và rất là ngon. Yeah. Rồi, xin mời câu cuối ạ. À. Có ba cặp vợ chồng, ba người chồng tên là Long, Minh, Hải, còn ba người vợ tên là Mỹ, Trâm và Ngọc. Đố bạn biết ai là cặp vợ chồng của nhau? Biết rằng chị ruột của Mỹ đã cưới Hải. Ngọc là con một trong gia đình và Long thì chưa bao giờ gặp Ngọc. Quốc Anh, Quốc Anh. Hải và Ngọc là một đôi này, Minh Trâm là một đôi, Long Mỹ là một đôi ạ. Hải và Ngọc sao một đôi được nhờ? Không có được. Rồi Kiều Trinh. Trời ơi em ơi, nãy giờ mình đẹp nãy giờ rồi, đủ rồi, bây giờ mình ăn đi em. Dạ, Hải và Trâm. Hải và Trâm là một cặp. Minh và Ngọc và Long với Mỹ. Nghe có vẻ khá chính xác nha. Rồi, mình coi đáp án đi. Câu hỏi này quá khó. Nào, hãy cùng phân tích nha. Chị ruột của Mỹ đã cưới Hải, tức là Trâm hoặc Ngọc là chị ruột của Mỹ. Nhưng gợi ý 2, Ngọc là con một. Vậy thì Trâm chính là chị của Mỹ. Kết luận, Trâm và Hải là cặp vợ chồng thứ nhất. Gợi ý 3, Long chưa bao giờ gặp Ngọc. Vậy tức là Long và Mỹ là cặp vợ chồng thứ hai. Và cặp vợ chồng còn lại thì chắc chắn là Minh và Ngọc rồi. Wow, hay quá. Đức Anh ơi. Câu này thì nó khó nhất. Nên nếu mà ở đây giải thích cũng mọi người cũng hơi rối, chứ mà viết ra thì dễ hiểu lắm. Kìa, có bếp với Trinh ăn cảm giác thế nào kìa? Em thấy nó ngon lắm. Mực thì dai. Ủa, ở đâu đã có bánh hồng tôm? Ủa, đâu có à, không? Con cò. Con anh có cò ăn nãy đó, ăn á. Thôi mọi người yên tâm đi nha, Quốc Anh với lại Nguyên. Bởi vì vòng 2 của chúng ta sẽ có món hấp dẫn hơn nữa. Wow nha. Rồi, dưỡng sức qua vòng 2, xin mời. Chúng ta sẽ đến với vòng 2. Bạn cũng là tín đồ yêu thích các món cuốn đó chứ? Tất nhiên rồi, ẩm thực cuốn và chấm của Việt Nam là một sự kết hợp cực kỳ hài hòa giữa các nguyên liệu và gia vị luôn mà. Vậy thì bây giờ, xin mời đến với thế giới các món cuốn của ba miền đất nước chúng ta nha. Nếu như thích món chiên thì chả giò tôm thịt là một sự lựa chọn quá sức là tuyệt vời rồi. Đập dập tôm tươi rồi băm nhuyễn. Thịt heo mình cũng làm như vậy đúng chứ? Đúng rồi, giờ thì đến lượt rau củ quả đây. Hành tây, nấm mèo và miếng dông. Chà, kỹ thuật nhanh chớp nhoáng luôn, nhìn thích mắt quá chừng. Tất cả những nguyên liệu này sẽ tạo nên phần nhân cực kỳ chất lượng luôn. Tèn tèn tèn. Xong rồi đây, món cuốn tiếp theo sẽ là gì? Món cuốn bì tất nhiên cũng nằm trong danh sách được yêu thích rồi. Chính xác luôn. Thịt heo thì phải được riêng với nước dừa tươi cho đến khi sệt lại, ống lên màu vàng nâu bắt mắt như thế này là chuẩn rồi. Chà, hương thơm xộc lên nước mũi, thơm lừng luôn. Cho thính vào trộn chung với bì. Thịt rim thì cũng cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn, sau đó cũng cho vào luôn nha. Còn bây giờ, tín đồ của thịt nướng ơi, giơ tay lên xem nào. Đây đây, chắc chắn là món bánh ướt thịt nướng đúng chứ? Hay quá ta, giỏi như vậy thì chắc là không cần bày cách ướp thịt đâu ha. Đem đi nướng liền thôi. Thịt nướng thì phải nướng trên đỡ than là tuyệt nhất. Xèo xèo, ôi chào thơm phức luôn nè. Giờ thì đến công đoạn buộc bạn phải thật khéo léo đây. Cuốn cuốn và cuốn.
xong rồi đó. Khoan đã, riêng chả giò thì phải đi chiên cho vàng giòn chứ. Ta-da, có ngày bà cuốn đặc sắc rồi đây. Cuốn bì thì thơm lừng mùi gạo rang, còn cuốn bánh ướt do thịt được nướng trực tiếp trên than nên hương vị cháy cạnh tuyệt vời luôn. Chả giò thì giòn tan bên ngoài, bên trong thì tươi ngọt vị hải sản. Món cuốn Việt đúng là đỉnh của đỉnh. Trời đất ơi, chấm nước mắm nữa, món này phải chấm nước mắm nữa. Mà mọi người có công nhận là ẩm thực Việt Nam của mình phong phú ghê không? Đó là từ những cái cuốn mà mình có thể cuốn những cái nguyên liệu bên trong và cái vỏ bên ngoài, mình có thể sáng tạo ra nhiều món ăn khác nhau. Đúng rồi. Có gì nữa, ai muốn ăn nào? Yeah, ai cũng ăn hết. Nhưng mà ở vòng 2 này mình không có chơi đơn lẻ nữa, mà mình sẽ bắt đội để mình chơi đối kháng với nhau. Mời mọi người bóc ngẫu nhiên từng cái ống hút. Dạ, đây ạ, ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên nha, chứ tôi không có sắp xếp nha. Ngẫu nhiên nha. Rồi, chúng mình không nên cùng đội nhau nha. Rồi, mời em. Chúng ta sẽ cùng xem màu sắc bên trong ống nha. 1, 2, 3. Màu cam. Màu đằng sau ạ. Màu cam. À, em với anh Đạt cùng màu cam. Như vậy là chị Phương Trinh với lại anh Hứa Minh Đạt sẽ thi với nhau nha. Rồi, còn em. Em màu trắng. Màu vàng. Đây nè. Màu vàng. Trời ơi, đó, nó lại vui. Khoan khoan, tôi kiểm tra coi sao nào. Đổi vậy luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, như vậy là em Nhật Hạ với lại... Trời ơi, em cặp với Quốc Anh thôi mà. Người chơi thôi mà sao mà chị... Người chơi thôi mà chị, Sam. Chị sao vậy? Em quên, anh tém em lại cho em cặp. Rồi, bé là một xà lá cây với Nguyên. Với vòng 2 này nha, chúng ta sẽ chơi đối kháng. Không biết là cặp nào sẽ thi đầu tiên. Em anh chơi. Okay, chơi đi em, anh chơi đi. Lớn tuổi rồi. Lớn chưa? Lớn tuổi rồi. Hai đấu sĩ. Đấu sĩ nè. Đấu sĩ xung quá chưa có gì hết mà đấu sĩ. Lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi. Lên. Em thấy lo cho anh Đạt quá anh ơi. Để của anh trùng nè. Để của anh trùng nè. Rồi. Anh làm coi. Phố. Ây da. Khởi động rồi đó. Rồi. Anh làm coi. Ôi nó thiệt kỳ á. Làm thì ai dám qua bên anh ta. Bởi vì bây giờ em nói ra một thể lệ mới nữa là ở vòng 2 này chúng ta có quyền đặt cược. Chúng ta sẽ được đặt cược xem tin tưởng rằng ai sẽ chiến thắng. Nếu mình chọn đúng người đó thắng, mình ăn chung, chọn sai người đó thua, mình nhịn. Vậy thôi đơn giản thôi. Em chọn chị Trinh. Rồi xin mời em bên đây nè, qua bên này. Ờ em theo anh Đạt luôn ấy. Đặt cược một hơi, em tin anh. Em chị Trinh nha, chị Trinh. Đặt cược rồi. Chúng ta mình là những thằng đàn ông mà đúng không? Các bạn tin mình chứ? Tin. Và bây giờ là đến lượt chúng em. Vâng. Chúng em cũng đặt cược. Rồi cái món. Cái này là chúng em, mà chúng em không thắng là chúng em sẽ không ăn luôn đó. Rồi. Với cái game này thì em nghĩ là em vẫn sẽ bên này thôi. Thôi không đổi chúng ta. Thôi không đổi. Chị em phụ nữ mình ghé cái đi nè. 2, 3. Yeah. Phụ nữ còn anh em. Câu hỏi là cái mắt kiến của anh Đạt là thật hay là mình đang chỉ là có độ không? Có độ không? Có độ thiệt á hả? Sao bởi vì cái trò này cần sự tinh mắt á, cần sự khéo léo. Được. Mà cái ngón tay anh có khỏe không? Khỏe nha mọi người, khỏe nha. Cái gì vậy? Đấu sĩ. Cái này là yoga hả? Yoga, master yoga. Hèn chi, ngón tay anh khỏe đúng không? Anh cũng yoga luôn. Rồi, em chọn anh. Và game đầu tiên của chúng ta được mang tên là ném bóng ca rô. Luật chơi rất là đơn giản ha. Mỗi đội sẽ cầm dĩa bóng. Một dĩa bóng. Sau đó mình sẽ ném những trái bóng bằng cách nào cũng được, cho nó trực tiếp vào hoặc là cho nó tưng từ cái bàn gỗ này vào đây. Miễn sao mình được một hàng chéo, hàng ngang hoặc là hàng dọc, như là mình đánh ca rô bình thường. Mình thắng. Okay. Ai trước thì mình sẽ thắng. Rồi. Được rồi. Anh Đạt và chị Trinh sẵn sàng chưa? Chơi. 1, 2, 3. Chà, cái này phải bình tĩnh đó. Ê, hay quá kìa, hay quá. Cái này phải bình tĩnh đó. Ê, hay quá kìa, hay quá. Anh ơi, hay quá. Anh có thể được không?
Đi lượm móng đi. Thôi giờ bên này lên, bên này đi. Bên này mới có này rồi. Có đứng cái gì đứng bình thường cũng được lắm nha. Ngang thôi, ngang. Yeah. Yeah. Hay quá chị ơi. Ê, chúng ta ơi. Ê, không được. Ê, không được. Đúng rồi. Ê, không được. Đúng rồi. Mình đâu được. Ê, 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 ê. Thua rồi. Ê, mình tập trung mình đi. Không, anh Đạt ơi, anh Đạt, anh Sáu này nè. Bên kia một cái nữa là bên đó thắng. Thua rồi. Ủa, mình đã chàng trước rồi nè. Trước rồi. Như vậy là đã quá rõ ràng rồi, đội phái nữ của chúng tôi chân yếu, tay mềm, nhưng mà gọi là cũng có được sự nhanh nhạy để có thể ném được vào những quả bóng và tạo thành ô đầu tiên. Cũng dẻo luôn kìa. Còn chân chơi gì nữa? Hurra! Yeah! Ăn thôi! Yeah! Trời ơi, đây là một bàn tiệc hả? Cảm ơn. Mời anh em vô mình nhậu chung vui nè. Cảm ơn các bạn. Mình sĩ diện xíu đi. Đó, mình về đó. Ý, chị em mình lấy dĩa lên chứ. 2, 3. Bánh cuốn thịt nướng á, cái mùi thịt nướng rất là thơm, rất là ngon. Đặc biệt là những cái món ăn này phải chấm cùng với nước mắm nha mọi người. Yeah. Mình ăn á, bên ngoài nó có cái vị mềm mềm, cái cháy thơm ngon lắm luôn á. Mình thử món chả giò nha. Cái da nó giòn rụm luôn á trời, giòn rụm luôn á. Mọi người nghe cái tiếng gì không? Cái da nó rợp rợp. Không phải vậy. Gãy răng á. Cái đó là tiếng lòng của bên kia đang tan vỡ. Vậy quá. Cái tiếng bụng đang kêu. Đói quá. Nhưng mà nha, cái chả giò này á, cái vỏ bên ngoài á thì nó rất là giòn nha. Nhưng mà cái nhân bên trong nó không có làm cho cái nhân bên trong bị khô đi. Đâu? Cái đâu, nhân bên trong đâu, không. Đâu? Lát nữa ăn biết. Đó, cái nhân bên trong mình ăn mình vẫn còn cảm giác nó rất là mềm á, cho mình ăn rất là ngon. Được ướp một cách rất là kiểu vừa vị luôn. Ở bên trong hồi nãy là có thịt heo mà có cái gì đó giống như hải sản không ta? Hình như có tôm không ta? Có cua hả? Đúng rồi. Như có mùi cua, ăn, mùi biết tôm. Biết thôi, anh em mình ăn thử rồi. Anh em ăn thử đi biết rồi. Mình chơi game thua mà ủa. Đặc biệt là cái gì không? Nó không có bị thấm dầu ở trong đây. Bình thường ăn, đúng rồi. Ăn chả giò đó, cắn vô một cái là mỡ nó tươm ra, nó rất là không heo thì. Chọc Hà ơi, bây giờ mình review cái bì cuốn này nè. Bì cuốn nha. Trời ơi, một cái mùi vị rất là bì cuốn nha. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đó, vô rồi. Đúng rồi, em hưởng ra mùi xúc xích mới thấy lạ chứ. Một cái nước nắm nè. Sao thính, mùi thính. Đó. Cái bì á là mọi người đã ăn nhiều rồi. Nhưng mà chưa có một cái bì nào mà nó thơm như vậy. Cái mùi thính với cái mùi thịt heo mà thường người ta chỉ có luộc thịt heo xong người ta trộn thính thôi. Nhưng cái này trong thịt heo nó có ngay cái mùi dừa trong đó nữa. Dừa đúng rồi. Hồi nãy nó kêu nước dừa đúng mà. Đúng rồi. Họ kêu nước dừa đúng mà. Đúng rồi, hay. Có quan sát. Mà mình có thể cảm thấy được cái da nó giòn giòn luôn á. Mặc dù là có một cái lớp thính nhưng mà thật sự bì. Em nghĩ là bốn anh em mình đang ăn cơm tấm đi anh. Nó hòa với lại cái lá này lá rau thơm. Rau rau thơm á. Rất là ngon luôn, hòa quyện xuất sắc. Được ăn nữa, mệt quá, vô vòng 2 đi, mệt quá, đi vòng 2, vô vòng 2 đi. Không biết là bây giờ bên nam của chúng ta là ai đại diện ạ? Ai? Nhường luôn, nhường vô. Nguyên, Hoàng Nguyên là hồi nãy là bắt cặp với ai vậy ta? Kiều trên, kiều chính nào? Vào đây, vào giữa, vào giữa, vào giữa. Tiếp, hợp lý, xin mời vào đây. Vào giữa. Tiền định ha. Bây giờ mình có muốn bắt đội khác hay là bây giờ mình giữ y như cũ ạ? Mình đi như cũ đi chứ, mình phải giữ lập trường như kia đi. Em không biết là cái trò chơi này là gì. Nhưng mà hồi nãy giờ theo em quan sát là bé Kiều Trinh bé hiền quá. Kiểu rất là ngây thơ bước vào một cái rừng sói và tụi mình là những con sói á.
Em biết là chị em tình chị em là vẫn thương nhau nha, vẫn thương nhau lắm nha. Nhưng mà mình phải lo cho miếng ăn đấy em ơi. Sao vậy? Sao kỳ vậy chị? Mình đã nói who run the world là girl rồi mà sao chỉ vì một miếng ăn mà chị bán đứng chị em như vậy? Đó, nãy mới ăn có được 3 miếng rồi chưa ăn được cái gì luôn rồi. Sao mỗi thứ ba miếng á, mỗi thứ ba miếng là 9 miếng. Lần này nhường nhanh đi, đội anh nãy giờ chưa ăn gì luôn á. Em có làm gì đâu, em đâu có nhường đâu. Là do cái khả năng của anh chứ không phải là hạ nha. Tại sao em là không tự tin, em nghĩ là mình thắng vậy? Tại sao đàn ông mà tự tin lên. Thôi em đã không tự tin, em ở lại bên này. Đúng rồi. Anh đạt tự tin không? Tự tin chứ. Tự tin lên. Bây giờ chúng ta sẽ đến game 2 của vòng 2, được mang tên Bang Bang. Rồi, ở đây có một bàn cờ ha, mỗi bạn có 5 con cờ. Chúng ta chỉ cần 4 cái cộng thun này như thế nào, miễn sao mà qua. Trong vòng 3 phút, số cờ của bên nào ít hơn thì đội đó thắng. 3 phút rồi, mình cứ làm liên tục nha, chứ không phải là theo lượt nha các bạn. Có nghĩa là ai qua trước thì thắng, nhưng mà nếu mà trong vòng 3 phút hết trước đúng không? Mà vẫn chưa qua hết thì đội nào có số cờ ít hơn thì đội đó sẽ thắng. Bắt đầu bấm giờ đi. Anh vừa em chơi trước 2 phút đó. Trời ơi. Trời ơi, tay này dữ ta. Trời ơi trời. Con lạy bố. Con lạy bố. Không có nha bố. Con lạy bố. Đang đói nha bố ơi. Rồi. Bà đặt nhanh lắm. Sáng là sáng giờ anh cũng chưa ăn gì. Thầy lóc cá thiệt chứ. Đội tím và đội hồng đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi. Rồi. Phụ nữ mình. Cố lên. 3 phút. Bắt đầu. Anh liên tục. Anh liên tục. Ê cái này là bị bay qua nha. Rồi tiếp luôn. Rồi. Cái này bay qua. Rồi, không có đâu cũng được hay sao? Quá chị ơi, hay quá chị ơi. Không bay ra ngoài thôi. Đó còn kìa. Không, nó bay luôn. Anh bắn nhẹ đi. Cầm lúc ở giữa đó. Rồi, sắp qua ơi, hết rồi đó. Anh lên, nhanh lên. Lên. Trời ơi, băng qua. Nó ở đây mà anh. Lên. Ngay từ đầu em đã nói rồi, nhường mình nói chơi trước 2 phút. Chị đừng buồn chị. Tôi nói mà, tôi thay đổi làm gì? No rồi. Bang bang, đội nam đội hơn mọi người ạ. Còn nói vậy nữa, ăn thôi. Ăn đi. Xin cảm ơn các vị nông dân. Xin cảm ơn các bạn đầu bếp đã cho chúng tôi một bữa ăn ngon như thế này. Xin mời. Còn nói gì nữa, xin mời. Xin ra đi em. Anh đi, ở đây ngán rồi. Ăn nãy giờ no muốn chết. Xin lỗi nha, đồ ngon thì không bao giờ ngán nha. Ta cảm ơn đi, cảm ơn người giúp mình mang miếng ăn về đi. Cảm ơn. Tức là phải cảm ơn em chứ hả? Phải cảm ơn em nhường mà. Ủa? Dạ. Trong đám chị em có một người miếng ăn làm miếng nhục. Cảm ơn đi, cảm ơn người giúp mình mang miếng ăn về đi. Cảm ơn. Sao anh? Giòn, thơm. Ngon quá. Cái miếng bánh nước này nè, nó không ngon, nó mềm, nó có mè nữa, thơm mì mè lắm. Nói chung là nó hòa quyện vào nhau. Em tin anh. Sao chị em mình cùng hồi cùng huyền mà chị sao? Em nhanh quá em ơi. Lúc mà anh vậy thì em giật một cái rất cũng nhanh mà sao? À, lúc mà em thua em cũng giật nhanh là sao hả bé Sam? Em muốn ăn đúng không? Đúng rồi. Game sao? Có à? Game sao?
Cứ bình tĩnh hết Sam. Tức quá chị ơi. Bây giờ Quốc Anh không nói gì luôn. Quốc Anh nói review một cái gì đi. Mà ăn xong á, cái này đặc điểm mà nó tan ra mồm hết nè. Cái bì tan, cái bì nó tan hết biết vào mồm. Sao không biết sao không Quốc Anh? Tại vì á, cái miếng mà gọi là bánh tráng bên ngoài đó, nó là một cái cấu trúc để có thể bảo vệ và gọi là bó những cái bì bên trong. Và khi mà mình ăn vào thì cái lớp bánh tráng nó tan ra. Thế là nó làm tan rã những cái cấu trúc của cái bì đó ra. Trời ơi, ăn thôi mà em cảm giác như là xây dựng kiến trúc gì đó chị. Làm nói mà anh đã đánh gãy. Wow. Bây giờ mình ăn thử một miếng măng cục nhân tạo nha các bạn. Ủa? Cái này là măng cục nhân tạo hả? Cái này là củ cải. Cái mùi củ cải thơm lắm. Thôi được rồi. Ủa, hồi nãy tụi tôi ăn có mấy cuốn hả? Mấy người làm ăn quá trời ăn. Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đẩy vô, đẩy vô. Đẩy vô, tăng tăng. Đẩy vô tăng. Thì đi theo dữ vậy anh ta. Làm gì vậy? Em đẩy vô. Tăng tăng tăng. Bây giờ cặp tiếp theo sẽ là Nhật Hà và Quốc An. Thưa quý vị, chúng ta có hai đấu sĩ, đó chính là Quốc Anh và Nhật Hạ. Đây, Japan và UK nha. Chúng ta sẽ lựa chọn nào. Mình vẫn đội hình cũ. Mình vẫn đội hình cũ. Hình cũ thôi, đúng không bé? Sam ơi, chị có muốn thay đổi không? Chị thấy là cái khuôn bên mình hình như nó đang không tốt quá mấy đứa. Trời mới thua có một lần hả chị? Ủa? Đâu có gì không, đâu. Không, phải thua, mà là em nhường. Trời ơi, ok nhường. Cặp này thiệt, hai nhường nhau rồi. Em bé nói mà em ngại giùm cho bé luôn. Từ giờ tới cuối buổi là nhường miết luôn á, thiệt. Nãy giờ em được ăn được một miếng, em không nhường đâu. Nào, hãy sống theo con tim của mình đi nè chị ơi. Không, con tim của chị là bên kia đó. Nhưng mà gọi là vì cái gọi là cái sĩ diện đúng không? Lý trí gì sợ chị sĩ diện chị qua bên kia là chị bị thiên hạ chửi. Cho nên là chị sẽ ở bên này. Lần này chị em của chúng ta hãy kiên quyết lên. Đúng rồi. Game này con gái khéo léo hơn, nhưng mà anh vẫn ở bên đội nam thưa mọi người. Đó chính là Bích Đắc Xếp Ly. Và game 3 của chúng ta được mang tên là Bịt Mắt Xếp Ly. Rất là đơn giản ha. Hai đối thủ chúng ta sẽ ngồi đây, và sau đó Sam với Jun sẽ dùng hai cái bịt mắt để bịt mắt hai đối thủ lại. Trong vòng 3 phút, hai bạn bịt mắt, ai xếp chồng ly mình cao hơn thì người đó thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Cứ mò từ từ, bình tĩnh. Từ từ nha, cứ em mình chậm mà chắc, tại mình có thêm 3 phút nữa, quan trọng là mình làm rồi, chắc được không? Giỏi. Đúng rồi, đúng rồi. Trang quà lên, hay á, hay quà. Khả năng mò của bạn tôi tin mà. Hay á, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho hỏi hình tròn chưa nhỉ? Chưa tròn. Không cần đâu, giờ thêm một cái nữa mới tròn. Thêm một cái nữa mới tròn. Thêm một cái nữa mới tròn, bên này đúng không? Đó, đúng rồi. Từ từ nha. Bên kia gấp đôi rồi. Mình chậm là chắc, tại mình có thêm 3 phút nữa, quan trọng là mình làm nó chắc, hiểu không? Mình làm cái đế nó chắc. Cho nó theo một cái sát nhau, thật là sát nhau. Rồi. Chưa. Thêm vài cái nữa đi. Thêm vài cái. Không, ở dưới thêm vài cái nữa đi. Ở đây, được chưa? Không, đừng có nhiều quá. Được chưa? Ê. Đó. Mình rờ trước, mình rờ để mình biết rồi, hiểu không? Rồi trước. Ok. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình ở trên này mình phải rồi để mình biết. Rồi, cẩn thận nha. Rớt này. Rồi. Từ từ nha. Bên kia gấp đôi rồi, cứ bình tĩnh. Thôi. Đây nè. Rồi, đúng rồi. Dưới, hay quá, nó. Hay quá. Ừ, rồi. Lên trời, lên trời. Ê, cái bên trời còn có. Từ từ lên, em phải coi, em phải để lên, em phải coi cái nào. Bên phía ngoài, đúng rồi. Ở ngoài nữa, đúng rồi. Từ từ. Cái không sao, mình từ từ ly là. Thôi, anh em nhắc nhau đi. Đúng rồi. Rồi, phía ngoài cái nữa. Đúng rồi. Rồi. Xíu nữa, chứ mới lấy cái này qua, cái này bật. Rồi, không được rồi. Cái này nè. Đúng rồi, lắp vô chỗ trống bên đây bên tay phải em, đúng rồi đó. Để xuống từ từ. Đúng rồi. Lên từ từ. Đúng rồi. Thêm nè. Thêm dưới phía dưới, đúng rồi. Xuống tay luôn. Ok, rồi, thấy rồi. Một tay rờ, một tay bỏ. Một tay rờ, tay bỏ lên. Một tay bỏ. Đúng chưa. Rồi. Thêm dưới phía dưới, đúng rồi. Xuống tay luôn. Xuống tay luôn, theo tôi luôn. Thêm luôn, đó, đúng rồi. Làm tiếp. Ở dưới luôn. Xích vô. Rồi từ từ để anh kia ngưng mới ngưng. Rồi đúng rồi. Đúng. Cái chân mình ôm cái chân nhẹ nhàng lại nè. Đi cẩn thận đừng nhúc nhích nha. Chờ tí xíu nữa. Rồi xem cái đứa nào. Rồi.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Đó, bắt đầu lên núi nè. Đó, ổn luôn. Lên đây luôn. Quá đúng rồi, quá hay luôn. Ngáp nhé. Được không? Rồi, đây, 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 đây. Rồi, rồi, từ từ. Lên nè, chút xíu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Bên nào này? Một cái trên, cái nữa lên. 30 giây nữa lên. Ở bên kia. Rồi, đó. Rồi, xuống luôn, xuống luôn. Đúng rồi. Qua phải xíu, qua phải xíu, qua phải xíu, qua phải xíu, qua phải. Chúng ta giữ bàn nha, giữ bàn nha. Màn cho chị ở giữa, ở chị nghĩ là mình đợi đi. Rồi, mình đợi. Hay là chồng mấy cái lưng lưng lên hết rồi, hết chỗ, hết chỗ rồi. Chồng vài chỗ rồi, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Lại 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 lại. Em xuống. Xuống. Mình nhường bên kia đi, mình nhường bên kia đi, không chấp. Không chấp phụ nữ, mình nhường đi. Quả tốt quá. Em nhìn thành quả của em nè. La 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 la. Thấy chưa, sự lựa chọn của tôi không sai thưa quý vị à. Những cô gái khéo léo đã mang về cho mình một chiếc tháp rất cao. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, đội Urantua của chúng ta đi vào ăn thôi. Mời bé Kiều Trinh nè, mời em của chị Nhật Hạ nè, chúng ta hãy cùng thưởng thức thôi. Chị mời em luôn, ơi. Em mời các chị à. Ơi. Hồi nãy cũng đề phòng trước nên đội nam cũng đã ăn rất là nhiều ở cái game 2 rồi. Trời, bây giờ kêu tôi ăn nữa, tôi ăn không nổi luôn, coi cái bụng tôi kìa. Trời ơi, thiệt tình đó. Trời, bây giờ kêu tôi ăn nữa, tôi ăn không nổi luôn, coi cái bụng tôi kìa. Trời ơi, thiệt tình đó. Anh nhường thôi. Ủa, nãy em nghe anh nói là anh mê cái món chả giò này đúng không Trung? Đúng rồi đó. Nhưng mà anh đã thua rồi. Nhưng mà anh đã ăn nhiều rồi Sam. Anh không muốn ăn nữa đúng không? Không ăn nữa. Tất nhiên là anh không muốn ăn nữa rồi. Nani? Tất nhiên là anh không ăn nữa rồi. Còn tao là mạnh thua mà cho nó nha. Từ đầu á, tại vì hồi đó giờ nổi tiếng là trung trực. Mà gọi là thẳng tính nhẹ nhàng. Trời ơi, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Không, 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 cái trước nha là Sam nhét vô họng vô bắt ép luôn lắm. Em không có nhét, em không có nhét. Anh ăn đi, ăn đi. Em nói vậy anh. Em chỉ vừa đưa ra chút miệng anh thôi là anh đã tớp đấy rồi. Là đưa của anh rồi. Nè, đâu của anh nè. Thấy không, của anh một người đàng hoàng rất là chính trực, không bao giờ. Trời ơi. Luôn hai bạn một nam thần một hot boy mà đã mất ấn tượng rồi. Anh Đạt không bao giờ làm như vậy tại vì ảnh là người đã có gia đình rồi. Anh Đạt là người lớn. Ảnh là ảnh lớn rồi và ảnh có gia đình rồi, ảnh không bao giờ mà ảnh làm những cái ảnh làm những cái việc mà gọi nè, là cái dĩa của anh nè, cái dĩa của anh Đạt nè, cứ bỏ qua dĩa từ từ. Tại vì biết sao, là vì ảnh nó có gia đình rồi, ảnh phải làm gương cho các bé ở nhà cả. Phải nét đúng như vậy. Không ăn em ơi. Ừ, nhắc con cái tự không ăn. Ai ăn đi. Nhắc tới con cái là tỉnh liền luôn. Tôi phải nét chứ, con tôi mà nó coi chương trình này nó nhìn tôi nó như thế nào. Đúng. Mình bỏ qua dĩa tôi nè. Tôi làm đúng phải làm phải bé vậy nha. Là nhìn anh giữ lập trường nha. Nhưng mà thí dụ bánh ướt thì còn suy nghĩ lại chứ cái này nãy ăn nhiều quá rồi. Thôi mọi người ơi, nãy giờ anh em mình không cần nha. Bởi vì sao? Như đã nói, vòng 3 là một đại tiệc nha anh. Đúng rồi. Rồi. Ăn cho no đi các cô ạ. Tôi ăn đây. Rồi, xin mời mọi người đến đại tiệc vòng 3. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với vòng 3 của chương trình Rốt Bếp Thông Minh. Và ở vòng 3 này thì chúng ta không thi đơn lẻ, cũng không thi đối kháng, mà chúng ta sẽ thi đồng đội với nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ được chia làm hai đội và thi đấu với nhau, đội nào chiến thắng vô vòng đại tiệc, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà trước khi mà chia đội thì chúng ta hãy xem đại tiệc của chúng ta gồm những món ăn gì nhé. Xin mời. Đây là món ngọt sao? Ai nói chuối chỉ có thể là món ngọt kia chứ? Món chả giò chuối sẽ khiến bạn bị chinh phục cho mà coi. Chả giò chuối sao? Nghe thú vị đó nha. Mài dao cho thật bén và cắt mực ngọt ơi là ngọt luôn. Còn nấm mèo thì cắt thành sợi như thế này nha. Nhưng mà nguyên liệu chính đâu rồi ta?
Đây 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 đây, chuối bổ đôi ra, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Tiếp theo là trộn các nguyên liệu lại với nhau cho thật hoa quyển nha. Chà chà, phần nhân nhìn chất lượng ghê. Sốt mayonnaise sẽ làm món chả giò tăng thêm vị thơm béo. Nhưng mà sao mình không cho chuối vào trộn chung luôn nhỉ? À ha, không phải là quên đâu, mà phần chuối sẽ đặt lên trên như thế này khi cuốn nè. Tèn tèn tèn, có ngay những cuốn chả giò đều đặn, gọn gàng rồi đó. Thả vào chảo và chiên thôi nào. Chuối chín ngọt mềm, khi chiên sẽ tỏa hương thơm lừng, tươm mật ra bên ngoài, tạo nên hương vị độc đáo vô cùng. Ôi chao, nhìn kìa, cuốn nào cuốn nấy cũng vàng ươm. Lớp vỏ bên ngoài thì giòn rụm, hòa quyện cùng sốt mayonnaise vừa thơm vừa béo. Nấm mèo giòn giòn, còn hải sản thì tươi ngon quá chừng. Đặc biệt nha, là vị ngọt thơm của chuối thì đầy vương vấn. Xuất sắc quá phải không nào? Wow, tôm sú tàu ú quá chừng luôn. Còn có cải xanh mướt mắt nữa đây nè. Đoán xem, đây là món gì? À, nếu như không nhầm thì đây chính là món cuốn diếp, đúng không? Chính xác. Nhìn nè, khác với những món khác, cuốn diếp không được cuốn lại từ bất kỳ loại bánh tráng nào cả. À, là vì món này sẽ được buộc chặt từ hành lá đây nè. Đúng vậy, và lá cải xanh tươi mát này sẽ thay phần bánh tráng để cuốn gọn phần nhân vào bên trong đó nha. Nào là bún, thịt luộc và có cả tôm tươi nữa. Cuốn, cuốn, cuốn. Nhớ là cuốn cho thật đều và chặt tay nha. Ai cha, nhân đôi chất lượng cuốn diếp bằng một chú tôm bên trên nữa nè. Tên tên, bạn thấy không? Tuy đơn giản nhưng mà cung cách ẩm thực qua món cuốn thì cực kỳ thu hút luôn. Không những thế, hương vị thì hài hòa, trọn vẹn. Vị ngọt tự nhiên từ tôm và thịt, thêm một chút tinh bột từ bún nữa, tưởng chừng như là sẽ bị ngấy, nhưng mà không phải như vậy. Hương vị sẽ được dằn lại bằng rau cải xanh tươi mát này nè. Tuy khuôn phép nhưng mà cũng rất thanh tao nhẹ nhàng. Giờ thì hiểu vì sao cuốn diếp lại được xếp trong danh sách những món ăn cung đình đặc trưng của xứ Huế rồi đó nha. Hạt sen và tôm sú tươi ngon. Còn nghĩ ngợi gì nữa, đích thị là món cơm chiên sen trứ danh rồi. Wow, cơm chiên sen thì biết rồi, nhưng sao lại có màu tím tím đẹp mắt thế kia? À, đó chính là màu sắc tự nhiên từ nhân vật bí ẩn này đây. Chà, cơm chiên sen củ dền nghe độc đáo quá ha. Chắc hương vị cũng sẽ đầy hấp dẫn đây. Đương nhiên rồi. Nào, cắt cà rốt thành hạt lựu. Sau đó, đem đi luộc sơ qua. Tôm sú tươi ngon cũng cắt nhỏ như vậy luôn đúng không? Đúng vậy. Tiếp theo, đập một quả trứng gà cho vào cơm và trộn đều lên cùng với gia vị. Giờ thì phi tỏi lên cho thật thơm nào. Thơm nức mũi luôn rồi đó. Vậy thì cho cơm vào thôi. Nhớ là chiên cơm với lửa nhỏ để cho cơm không bị cháy, mà các nguyên liệu cũng được chín đều ới là đều luôn nha. À, khi nào thì mình sẽ cho màu củ dền vào đây? Khi hạt cơm săn lại, bắt đầu tơi ra thì chính là lúc nước củ dền thần thánh xuất hiện đây. Đảo đều, đảo đều. Cái kết tuyệt hảo được đánh dấu bằng sự xuất hiện của tôm, cà rốt, hạt sen và đậu Hà Lan. Ôi thôi, màu sắc món này thật sự kích thích vị giác quá đi. Hạt cơm mềm, dẻo, hòa quyện cùng với hương củ dền thơm thơm nhẹ nhàng, kết hợp với hạt sen béo béo, bùi bùi nữa. Đúng là điểm 10 cho chất lượng. Lẩu cua đồng trứ danh chuẩn vị quê nhà đến rồi đây. Wow, món này cực kỳ ngon luôn đó. Cua đồng phải tươi sống, loại to như thế này thì đem đi chiên mới xuất sắc đó. Xèo xèo, cua đã chuyển sang màu đỏ âu rồi kìa, trông đẹp mắt quá luôn. Măng và nấm sẽ giúp cho nước dùng thêm ngọt thanh hơn. Nấu nước dùng xong rồi vớt riêu cua là cả một bầu trời nghệ thuật đó. Ây, riêu cua xuất hiện rồi kìa, mau mau vớt ra thôi. Nè nè nè, không phải vớt ra là xong đâu nha, còn phải cho thêm gia vị và một ít hành tím thơm ơi là thơm nữa. Đập một quả trứng vào khuấy chung nữa nha. À, là để khi hấp thì trứng sẽ giúp cho siêu cua kết dính thành một khối dễ dàng hơn đúng không? Đúng rồi, giờ thì cho măng, nấm và các nguyên liệu còn lại vào nồi thôi. Ủa,
những chú cua chiên giòn hấp dẫn đâu rồi ta? Đây 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 đây, muốn ăn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu nha. Và cuối cùng, cho riêu cua đã được hấp vào là chuẩn rồi. Ôi chào, có ai ngửi được mùi thơm của hương vị quê nhà chưa? Trời ơi, hương vị đúng là lưu luyến mãi không quên, thơm lừng cả một góc bếp. Nước dùng nóng hổi đậm đà vị cua đồng, nhúng kèm với các loại rau đồng và nấm tươi ngon nữa. Ôi, hết sảy. Riêu cua thì đúng là đỉnh của đỉnh luôn. Ngoài trời thì mưa lất phất, mà bên trong thì được cùng gia đình thưởng thức một đại tiệc món Việt như thế này thì phải nói là ấm cúng quá chừng luôn, phải không? Tuyệt vời quá đi thôi. Wow, ngon quá. Là bất ngờ quá. Ngon quá rồi. Wow. Ôi, mình chỉ đợi liền đi ha. Mời anh. Chảy nước miếng luôn á. Màu cam mà nãy dính cái màu cam, mình lấy cái màu cam mà. Rồi, chưa biết bên trong có gì ha. À, lấy đại thôi đúng không? Đúng rồi, mình mở ra mình xem bên trong có gì nè. Áo hồng, lấy màu hồng đi. Rồi. Mở ra luôn nha. Nào mình cùng mở ra để xem bên trong có gì nha. Chị Han. Chấu cội. Nobita. Nobita. Deki. Thỏ ngọc. Cái này là gì nhỉ? Kasu ạ. Suka. Rồi. Bên này một đội, bên này một đội. Và chúng ta hãy đến game của vòng 3, được mang tên là Lằn Lòng Lóc. Và đây chính là game của vòng này ạ. Luật chơi thì vô cùng đơn giản nha. Mỗi thành viên trong đội chúng ta sẽ được chia nhau hai tờ giấy và được gấp lại như thế này. Chúng ta sẽ nối với nhau và tính một cái chiến thuật nào đó. Mỗi đội sẽ có những chiến thuật riêng để làm thành những chiếc cầu nối đó, và đưa những quả bóng này đó nối nhau về đích bên kia. Hiểu rồi. Ok, em hiểu. Trong thời gian 3 phút, đội nào về đích trước tiên thì đội đó thắng. Cả nhà sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, 3 phút bắt đầu. Bắt đầu ạ. Dẫn lại, hay quá. Đủ anh đi qua kia đi. Nhìn cái tài nào. Nối, đúng rồi. Không, em tiếp đi. Chuyện quá, mời từ từ. Cứ đẩy đi. Đâu cần phải dậy. Chạy liền. Hai bạn chạy liền. Bình tĩnh. Chạy qua từng người cũng được. Rồi, nghiêng cái đầu của em lên. Ok, em nha. Đúng rồi. Xuống đi cưng. Cưng nghiêng nó mới vô được chứ. Cưng nghiêng đúng rồi. Ê, trời ơi, mạnh quá vậy mấy chú ơi. Thêm một cái bé nó quay băng qua chứ nữa là vô. Rồi. Ủa, đó, bên kia đổ rồi. Hả? Từ để anh thôi xong trở lại, tiếp tục. Ủa đó, bên kia đổ rồi. Vô tiếp nào. Rồi cái bên nhỏ thôi, nhỏ ha. Đúng rồi, một bên thôi nha, mình đừng có đi qua bên này. Rồi chạy qua kia. Rồi để cao lên. Nối vô nhau. Rồi. Cứ vô đi. Nhỏ ha. Rồi chạy qua kia. Từ từ. Anh Đạt giữ ra nha, giữ thanh lại. Mày quá. Qua, giữ anh lại nha. Anh lại. Được rồi. Tới nơi rồi. Trời ơi. Lẹ nè. Mình xong. Giữ lại, Đạt ơi, ok. Rồi, giờ tiếp nào. Nó vào lỗ rồi nè. Rồi, ok. Giữ con ta lại. Rồi. Bạn chạy thôi. Qua đây. Giữ con ta lại nhanh Đạt nha. Rồi, xuống luôn. Vô luôn. Giữ con ta lại nhanh Đạt nha. Rồi, xuống luôn. Vô luôn. Anh ơi, đội này ăn gian quá, em không có được nè.
Anh ơi, đội này ăn gian quá, em không có được nha. Tại vì ba bạn phải dính với nhau, cái này là hai bạn. Em đợi nè, bạn này làm vậy xong rồi bạn này mua lên đây. Đâu có, tiếp theo là sao? Nãy giờ có một trái hả? Đây nè, đội này là lúc nào là cũng dính với nhau như vậy nè. Ok. Tôi tức quá, anh đi qua đội này đi, tôi coi đội này. Ok. Dính nhau nha. Dính nhau Đạt nha. Dính nhau nha. Đạt vô rổ luôn nè, Đạt. Chờ. Khéo lắm nha. Rồi, hai bạn đi, Rồi, rồi. Tay nhỏ. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Rồi, tiếp rồi, hai bạn đi. Rồi, giúp bên này. Tiếp luôn, nhanh nhanh. Bên này cùng chiều cao có vẻ dễ hơn hay sao á? Hai, ba. Ủa, em hai tờ còn không tờ. Em mà hai tờ nữa thôi. Ê, có chừng rớt kìa mấy bạn. Rồi, giữ nha, giữ nha trên nha. Rồi, xuống luôn. Qua đây xíu nè. Rồi. Anh Đạt ơi, ngay lại, ngay lại, ngay lại luôn. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, chạy xuống, chạy xuống. Rồi, đây, đây, đây. Đúng rồi. Cứ đầu xuống vô, lấy ta ra. Rồi, giữ lại. Trời ơi. Nói. Lựa cái cho anh màu khó nhìn quá. Rồi, tiếp nè. Rồi, nói. Vô luôn. Từ. Để quốc anh qua anh nè. Bên mình nè, vô rõ luôn nè. Rồi, quốc anh vô. Bố lên, em ơi. Lẹ lên. Rồi, mau lên. Em chạy xuống, hai chạy xuống bên đây. Rồi, vô nè, đạt lên. Rồi. Bắt đầu đếm nha, bên này có mấy quả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sáu quả. Rồi bên này đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mười một trái. Đây là đội bên này thắng. Cua mà mấy con cua đồng nhỏ mà nó ngọt lắm á trời. Công nhận là em nói thiệt á, là ngày hôm nay là chúng ta ăn đúng gặp một cái bàn tiệc á, là quá đẹp đi. Đặc biệt á là cách bài trí bằng từ rau củ nè, và từ chẳng hạn như là hoa sen nè, lá sen nè, nó rất là đặc trưng Việt Nam mình luôn. Mà còn con sò mà bằng bí đỏ nè, dễ thương ha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ ăn món gì trước nhỉ? Bây giờ khai vị á, đúng rồi, mình phải là những món mà nó đừng có quá nhiều gia vị. À, để mình cho ăn cái chiếc vậy đi. Rồi. Nó sẽ giống như là một cái loại salad á, để cho mình khai vị á. Trời ơi, mình có phục vụ bàn nữa, một phục vụ bàn đẹp trai luôn. Bé hay. Bé giỏi á. Dễ thương đó. Xong rồi tí nữa có gì anh chị cho em một miếng nha. Bé nịnh. Trời ơi. Bé nịnh chơi tiếng chiêu vậy luôn. Anh ơi, em làm cho tất cả mọi người nhưng mà em không làm cho chủ sĩ ở đây nè. Cái người này mới là người quyết định em có ăn hay không. Mới là chăm sóc cho em á. Cọc. Quan trọng em đây mới là người có quyền cho em ăn hay không. Mặt đen cọc rồi, hình mặt đen. Quá dễ thương rồi, Quốc Anh ơi. Trời ơi, tình. Trời ơi, cảm ơn em. Như vậy đó là sao không được ăn được anh. Như ngồi. Vậy tim mình làm sao không cho ăn được. Còn hai cái mặt cười cười là mà hồi đứng ngồi cười hoài luôn. Chúng ta nhìn thấy trên bàn của chúng ta đang có 4 loại nước chấm. Đó là từng món ăn chúng ta sử dụng một loại nước chấm khác nhau nha. Wow, ví dụ mình ăn cuốn diếp đi, mình sẽ chấm với lại nước mắm nha. Nước mắm. Đây. Nước mắm chua ngọt đó. Từ đầu chương trình tới bây giờ, đa phần là mình ăn món nào cũng có gia vị đúng không ạ? Nhưng mà cái món này mọi người nhìn đi, không hề sử dụng một chút một cái gia vị nào nó hết tươi, nha. Nó tươi. Đây là cải xanh, của mình cuộn bên trong á là con tôm này, nó rất là thịt, nó rất là mập chắc ha, và nó rất là tươi. Kèm theo bên trong là có thịt luộc nữa nha mọi người. Nó ngon, cái vị này nó ngon rồi, giờ biết không? Nước mắm. Lâu là nước mắm. Đó, nước mắm rất đỉnh. Nhất là nước mắm. Cái nước mắm này đúng chuẩn nha. Con tôm của tôi. Ông ơi, con tôm của tôi. Ông
và nó chấm, nó tôm, nó cái vị nước mắm lên nó ngon. Mà phải ăn cho nước mắm nhiều nhiều nha. Nước mắm quá ngon, đúng rồi. Luôn á. Nước mắm quá ngon mọi người. Thật sự á, làm nước mắm là cả một nghệ thuật á. Không phải là ở đâu á họ mình pha nước mắm cũng ngon đâu. Thôi bây giờ ba người này thì tôi cho một thử thách nha. Có một trò chơi đơn giản. Dạ 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 dạ. Ok, trò này là cái trò vui mà kêu trò kéo búa bao. Nhưng mà anh sẽ là người nói kéo búa bao, còn em sẽ ra khác anh. Em ra khác anh là em thắng. Lúc như anh nói búa thì em phải ra kéo. Ok. Ba lần liên tiếp mới thắng nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Nhanh luôn, nhanh. 2, 3, kéo. Kéo. Không có gì. Kéo. Kéo. À thôi thôi thua. Bao. Thôi thôi thôi. Cái này là thua rồi. Một lần duy nhất thôi anh. Rồi, một lần duy nhất cho em nha. Một lần duy nhất nha. 1, 2, 3. Kéo. Kéo. Không, cái này ngập ngừng rồi. Không. Ê, bạn ơi. Thôi mình là một team mà bạn thôi. Rồi, thôi vậy em mời em ăn một món chả giò trước thôi. Dạ, em cảm ơn các anh các chị đã yêu thương em. Em cảm ơn anh Trung. Rồi. Ngon quá. Thưa quý vị, đây là miếng chả giò chuối. Chúng ta nên quện tốt mayonnaise nha. Nó rất là béo và rất là thơm. Ăn vào nè. Trời ơi, ăn hết luôn hả? Chị tưởng là em cắn ra chứ. Không được. Công nhận em gì cũng nhỏ nhỏ nhưng mà cái gọi là... Cái khẩu miệng rất là to. Cái khẩu miệng. Dạ. Thật sự á, ăn chả giò rất là nhiều. Nhưng mà đây là lần đầu tiên ăn chả giò mà có chuối. Chuối rất là nó lạ quá trời luôn á. Ừ. Nghe mùi chuối không? Nó thơm, nó béo ngậy, nó hòa quyện với cái mayonnaise. Mọi người có tưởng là nó béo nhưng thật ra nó không béo, bởi vì sao? Bởi vì nó có cái lớp bánh tráng ở ngoài chiên rất giòn. Nó hòa quyện với cái sự béo đó làm cho mình cảm thấy ngon, mình thơm lắm. Khoan nha. Mình nhai vô trong nha. Mình nhai vô trong nha là mình sẽ cảm thấy. Anh Tài ăn đi. Anh Tài ăn đi. Anh cũng có mà sao anh cứ nhìn tụi em hoài anh nè. Nè, đây coi Quốc Anh nè. Nãy giờ mở chén nha mọi người. Đây là gớm. Review luôn đi. Em review luôn đi. Sao vậy anh? Hả? Chưa thắng. Vậy đó. Không, cái này là bên tiên. Nhường, không phải là phải cái là phần nhường. Của anh nhường. Đấy là vừa đấy. Tại vì nãy mình gỡ ra cho mình cái đũa đúng không? Đúng rồi. Thìa rồi. Nếu em mà tự trọng thì em để xuống và chơi với anh. Chơi trò này với anh. Rồi, trò nào? Nếu mà em khó hơn thì anh lên xuống luôn nha. Ok. 2, 3. Chưa một bài ba. Ăn đi em, một bài thất bại xứng đáng với em ơi. 2, 3. Thôi bây giờ trong lúc chờ trò tiếp theo thì giờ mình thử cái món cơm đi. Cơm. Trời chị. Ơi, cơm chiên. Chị hãy thể hiện một cái bàn tay phụ nữ Việt Nam khéo léo, mình mở cái lá ra đi chị. Dạ không. Trời ơi chị, em sao kỳ vậy? Chị mở cái kỳ chứ chị bứt nút vậy chị? Ây da. Đó, uống bánh. Wow. Đó, uống bánh. Wow. Gạo lứt hả ta? Gạo lứt rất đẹp nha mọi người nha. Đó. Thôi vậy chắc là nhờ Trinh múc cơm cho từng người đi quá à. Em múc cho. Thôi để tôi. Em múc cho. Rồi giờ cho múc đó. Để cho anh Nguyên. Để tôi. Người ta nói về, ta nói câu là của chồng công vợ, đúng không? Bây giờ cũ của chồng rồi, bây giờ vợ múc đi rồi vợ ăn nha vợ. Trời đã. À. Nên như vậy. Bé này nó khéo nè. Mọi người thấy là cái màu đỏ ở trên cơm á, đó chính là nước củ dền. Và làm được cho cái cơm trắng của mình nó có màu đỏ rất là đẹp mắt như thế này. Do công bỏ ra múc cho cả nhóm nên là cái team của Trinh sẽ tặng cho Nguyên một chén cơm. Nhưng mà Nguyên có ăn được hay không, lòng tự trọng của Nguyên có ăn không, nhưng mà có cách nào đó, có gì dễ dễ không? Rồi bây giờ nè, chơi nói từ nha. Nguyên một bạn mình đưa từ nào ra Nguyên phải là trả lời. Nguyên đi hát với chị đi. Nguyên đi hát với chị đi. Em là chính chuyện đi em hát. Mệt quá kỳ vậy. Bé thích hát mà. Rồi muốn hát thì hát đi. Bắt đầu luôn đi, đừng làm mất thời gian. Ghê. Bây giờ là Sam hát trước. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng.
Lòng hay là L? L. Mình quyết định là chỉ 3 giây thôi ha. Em cũng em nha, chết rồi, em thấy nó tự tin quá anh ơi. Lòng này là bao la như biển Thái Bình. Bình. Bình minh sáng tươi, quê em đẹp lắm. Quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Thành ba. Chữ T. Tình. Thờ. Tình. Thờ. Tình là nhiều tình như không mà tình có. Là tình nhiều khi không mà có. Tình nhắc bài. Tình là tình nhiều lúc có như không. Em suy nghĩ sao? Khóc hay cứ khóc sẽ vơi đi bao u buồn. Nước mắt ướt đẫm sẽ xóa. Xóa. Em nói đi trong lòng bay lòng. Hay ngang ngửa giống nhau luôn ha. Thì bây giờ phát hiện rồi. Chữ L, chữ L hả? Trời, cơm ngon kìa, hàng vừa coi cả nhạc rồi. Lung linh lung linh tình mẹ tình cha. Lung linh lung linh hai tiếng gia đình. Chữ D. Chữ D, D, D luôn. Mà kệ mọi người, mình có tivi mình ăn không? Mình ăn cơm tiếp đi chứ hả? Đời mình là một quốc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ. Hay quá. Sẽ như mới như mãi khi chúng ta bên nhau. Cùng nhau vui chơi. Được rồi, dừng nữa đi em. Cùng nhau cất tiếng ca. Em đang tưởng cái câu khó anh ca đi. Ca khó. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như mà khó. Có những lúc phải lo nhưng mà chuyện chẳng đáng nhầm nhò. Hay đó. Nờ. Nào. 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 Nào anh em ta cùng nhau sống phá. Nào anh em ta cùng nhau sống phá. Là tìm sang. Hay quá. Sáng sáng. Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua. Đúng rồi, chữ W hả? Chữ Quy hả? Khó luôn. Ba. Cái gì quần quần đây ta? Chùm muốn ngọt. Má ăn sao chị? Bà nói ăn sao? Hương là chùm khế ngọt. Một thôi thua rồi em ơi, em hát hoài, em kiếm chuyện hát hoài cho bé ăn đi. Ăn đi em, ăn đi em, ăn đi, ăn đi. Bé ăn hết cơm luôn rồi. Rồi đi ra đó. Mình nhận xét về cơm nghe mọi người rất là mềm. Cơm rất là thấm luôn. Mình ăn vô tôi nói nghe nó ngọt ngào hương vị đồng quê. Trang trí sen, để trên lá sen và có những hạt sen ở trong này luôn. Bên đây á là nó có thêm tôm nữa nè, với lại mực trộn chung trong cái cơm này. Cơm nấu không bị quá ướt, tại vì khi mà mình chiên cơm, cơm mình ướt nó sẽ bị nó vón cục không ngon. Cơm hạt sen á thì thứ nhất là em rất là thích hạt sen, tại vì rất là tốt cho giấc ngủ của mình. Cái cơm này thì có thêm hạt sen là nó hấp cái lá đó, nên là cái vị sẽ có thoang thoảng mùi sen ở trong nữa. Rất là thơm á. Dạ. Rồi bây giờ nói gì nữa, mình tới cái món này nè, đẹp quá, nãy giờ chưa chú ý nha. Lần đầu tiên anh thấy một cái nồi lẩu riêu cua đồng mà có nguyên con cua mà nó đã gì luôn. Đúng là cua đồng đúng không anh? Nhìn hấp dẫn quá anh Đạt ơi. Bây giờ mình húp cái nước này trước coi nó ngon đúng không nè. Đúng rồi. Trinh đưa cho Trinh múc cho một. Coi nãy giờ cho mỗi người một miếng. Trời ơi, cái cua. Miếng cua này. Ở đây có rất là nhiều cục cua giàu lắm, không sao hết. Cái này là nó dính theo một thành một khối rất là đẹp, có hình dạng nó như xương xa vậy chứ không bị món vón. Và mình ăn vô thử mình sẽ cảm nhận được. Một tí trứng ở trong này nữa. Và có kiểu chả cua á chị. Một chút xíu hành tây nữa. Nó thơm hành tây. À, trong cái món này có thêm một cái món đặc biệt là măng. Mà lần đầu tiên Trinh thấy là lẩu riêu cua đồng mà có măng. Đúng rồi, lần đầu tiên thấy luôn. Anh Đạt feeling như thế nào về cái món này? Thật ra là nãy giờ anh húp nước không? Biết sao không? Người ta nói là cái tinh túy nhất là trong cái nước đúng không? Đúng rồi. Đó, là nó chảy cái nước ra. Lúc mà nấu nó sôi lên nó chảy cái nước nãy ra giờ, nó hòa phải ra. Chảy nước ra. Húp cái nước đó. Thơm không? Nó ngọt mà nó ngọt cái vị mà. Rất là thanh luôn. Cái riêu á nó hòa quyện vô nước, mà nãy giờ là nước, nãy giờ là anh húp nước không quên ăn cả cái luôn á. Cái nước rất là ngon. Cái lẩu này Nguyên có cảm giác á, cái gia vị mà để nêm từ như mắm muối bột ngọt hạt nêm để nêm vô cái lẩu này gần như là không có. Đúng rồi, gần như là không có, nó rất thanh. Kiểu mà từ con cua, con tôm, miếng măng, vị ngọt tự nhiên. Vị ngọt tự nhiên. Rồi ăn nãy giờ mới phát hiện trong đây có củ nén nữa. Ủa đâu hả? Có. Có. Củ nén là cái củ của người miền Trung họ hay nấu ăn. Ủa sao hay vậy? Chứ nó biết luôn á. Đây nè. Wow. Nhưng mà nếu mà có cái củ nén vậy á thì cái sự phối hợp mà cái củ nén là của dân miền Trung. Đúng. Bỏ củ nén này vô rất hiếm người trong miền Nam mình nấu. Đây chính là một cái sự kết hợp. Món này lẩu cua đồng là một món đặc sản miền Bắc, nhưng kết hợp những gia vị của miền Nam và có thêm của miền Trung nữa. Wow. Một món đậm chất Việt Nam, quê hương đất nước. Như là Nam Trung Bắc rồi có hết luôn. Bạn ơi hãy đến với đất nước tôi,
đến với những món ăn tại chương trình Góc Bếp Thông Minh. Ủa, hay quá, hay quá, hơi sáng tác luôn. Bạn sẽ ăn được cơm chiên nè với lẩu cua đông. Hay quá, vậy mà cũng vô rồi được. Rồi ăn thêm chả giò chuối đây, thêm một chút da mè giò nè, cùng với nước mắm. Nước mắm rất ngon đến từ Colomen. Nói chung nãy giờ sàng sàng nhưng mà cuối cùng kết thúc cũng dễ thương. 500.000 thêm cho hai bạn. 500.000 thêm cho hai bạn. Nói chung là hôm nay Sao với Chuông rất là vui khi mà mời được tất cả các anh chị em ngày hôm nay đến đây. Ngoài những phút giây mà mình giỡn, mình vui đùa, những cái trò chơi thú vị thì mình còn được ăn những món ăn Việt Nam nhưng mà vô cùng thú vị và ngon, đúng không mọi người? Dạ đúng sự luôn, ngày một cái bàn ăn ngày hôm nay á nó rất là đặc biệt đối với Sam với lại Chuông luôn. Tại vì cái gì vậy chị? Cái gì vậy chị? Nhớ mẹ. Không phải, không có nhớ mẹ. Vậy nè, tại vì lâu lắm rồi những người mình ngồi đây á, là mình rất là thân với nhau. Trong phim gia đình là số 1, mình là gia đình số 1. Gặp Jun lần đầu tiên nè, Sam là quá thân với chị rồi. Ăn một bữa cơm đậm chất Việt Nam làm chị cảm thấy giờ mình sắp quay hết game rồi. Quay nữa số sao? Rưng rưng nước mắt, cảm thấy chia tay thấy nó buồn. Tại về quay lại live stream bán hàng tiếp buồn. Cũng cài vô cái vụ live stream bán hàng không? Không có, ý nói là mình quay về với cuộc sống vất vả bình thường đó. Ngày hôm nay thì mình ăn cái bàn tiệc này thì em mới cảm thấy là ẩm thực của Việt Nam mình vô cùng phong phú. Không có cần phải đi đâu xa, những cái món ngon nhật lạ gì khác. Ở Việt Nam mình có vô vàn những cái món ngon mà bình thường mình sẽ quên mất. Ngày hôm nay được tham gia thì mình được ôn lại hoặc thậm chí là mở mang thêm kiến thức những món ngon rất là mới lạ. Và hơn nữa là cái món ngon tỉa đồng mình cũng được ăn rồi, nhưng mà ngày hôm nay được ăn chung với lại các anh chị ở trong nghề thì mình cảm thấy rất là vui. Nói hay quá ha. Ồ, thật sự được ngồi chung với lại các anh chị ở trong nghề, nhất là những diễn viên trẻ như tụi em thì cũng rất ít có cơ hội để mà được gặp anh Chuông, chị Sang với mọi người. Thì được ăn ở đây em cảm thấy rất là vui và làm cho cái món ngon này nó ngon 10 giờ ăn vô nó còn ngon thêm 100 nữa. Rồi, đây không có gì gấp thêm cho em hết trơn. Dễ sợ. Nói chung là Chuông và Sam xin cảm ơn 6 vị khách mời rất là nhiều. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả ngoài trước màn ảnh nhỏ đang xem chương trình của chúng tôi. Và đừng quên chương trình Góc Bếp Thông Minh được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ. Trời, phải là bể bóng nữa hả? Phải bể bóng. Ôi. Và hân hoan chào đón quý vị đã đến với chương trình Góc Bếp Thông Minh ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị ơi, team em còn một người đặc biệt nữa, sư phụ của em luôn. Xin mời sư phụ. Dạ, đau quá, dạ. Cái gì vậy? Trời, đúng là cảm giác ngon tét nách anh à. Đón xem tập 13 Góc Bếp Thông Minh phát sóng vào lúc 20:35 ngày 23/9/2020 trên kênh HTV7. Nước mắm Colorman đậm đà hương vị truyền thống.